Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người. Em tên là Võ Thành Nam, 27 tuổi, quê gốc ở Bến Tre và hiện tại sinh sống tại Bình Phước. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Em làm ở Bình Phước luôn hả? Dạ không, em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, học tập. Tức là quê Bình Phước. Dạ. Bây giờ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, đó là sự lý lịch trích ngang của đàn trai. Mời đàn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin chào MC Cát Tường và xin chào MC Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia ạ. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Ngọc Thảo Vi. Thảo em, Vi. Dạ, em sinh năm 1993. Em sinh ra tại Kiên Giang và hiện đang làm kỹ sư phần mềm tại công ty DEK Technology ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, quận mấy em? Dạ, quận 1. Rồi, mình ở quận 3, làm việc dạ. Quận 1. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, dễ tiếp xúc thân thiện. Với lại cũng thích tham gia các hoạt động từ thiện với các hoạt động xã hội. Rồi, còn dạ. Điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là em nấu ăn không có được ngon. Rồi, em trai, em điểm mạnh điểm yếu của mình thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bi da, bóng bàn, cầu lông. Có bi da đúng không? Nói hồi lộn với chơi đánh bài nữa mệt. Không mà em không có hút thuốc gì là không đánh bài. Không uống rượu luôn. Dạ, không uống rượu, chỉ có uống bia. Rồi có tài lẻ gì không? Dạ, em biết làm thơ với lại giải giọng cho Thanh Trì. Làm thơ? Dạ. Giải giọng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ, em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tuần trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót ưu phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lang, xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp, trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá. Hay quá hả? Dạ. Rồi, phải chi mà. Mơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Để hầu qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à, từ từ đi. Tập trung làm à. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai rồi trong cơ quan làm cũng ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta. Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không. Trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Có cảm giác rằng em thích con gái. Cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn, vậy ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được á nha. Đàn trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ. Dạ em trải qua ba mối tình. Trời ơi, dạ. Ba mối rồi. Nhưng mà hai mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được. Bên kia. Dạ. Rồi gì nữa? Dạ giới tính rõ ràng. Cái này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu, nãy giờ anh dạ. Giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì dạ, nữa không? Không hôi nách rồi. Hả? Không hôi nách rồi. Hả? Không hôi nách rồi. Không bị hôi nách rồi. Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỹ hay sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Anh ơi. Trời ơi chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè.
Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn cao một chút, cao khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 ạ. Được. Dạ được. Không để râu. Không để râu. Dạ. Ủa để râu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để râu á, em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cả ba. Trời ơi. Không, cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính dạ. Rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng, em men rồi, men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có dạ, nhà dưới Bình Phước rồi. Có nhà nhà riêng dạ. Luôn? Dạ không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa sẽ em sẽ về quê, sống ở quê luôn, ở bên Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá, nhưng mà chắc nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng ráng. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay. Và chào chắc cô là mẹ của Thảo Vi. Thảo Vi thì cũng hiền lắm đó, mà cũng khờ nữa. Năm nay là 25 tuổi rồi mà gia đình cũng sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch, mà ra đi làm cũng vậy, con cố gắng làm đó, tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được. À, mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được, bấm nút thì là cái đó là do con, chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy không được mà, không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó, ai cũng vậy. Dạ vậy thì tốt mẹ quá, cũng dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng bạn bè. Lần đầu tiên cho phép chào Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi, nhưng hôm nay mới được lên chương trình. Dạ. Tôi quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút thì các con tự quyết định, chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok. Ok. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Xin hết ạ. Cho em thầy hiệu phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, xin chào tất cả các cô chú các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em Nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi xa lớp rồi xa thầy rồi nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nha. Cố gắng lên đây Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim. Anh có món quà tặng em không? Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên. Sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mẫu. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao không dép tặng? Này giống dép lấy của tôi quá vậy. Dạ em. Dạ. Nhà anh Linh nhiều dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh nè. À vậy à? Dạ em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tổ ong á. Nên em tặng. Ồ vậy hay đó em. Dép hay đó em. Thử đi. Nếu gì giày dép màu hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc biệt. Độc lạ. Dạ, dạ đó. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Nói chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc, còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không? Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái được. Dễ thương lắm. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào?
Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là có được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì đó không? Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh về món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. Dạ, em xin được hát một bài ạ. Dạ, hát một khúc thôi ạ. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn. Thôi mọi người thích ạ. Hay quá. Bạn trai. Thôi giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Em gì đó, giả giọng hả? Châu Thanh Trì hả? Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng như nào. Dạ, tiểu muội à, tiểu muội có bằng lòng bình phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1.000 thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách. Chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Ám ảnh cái vụ đó lắm hả? Đó gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ. Có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô chuyện tình yêu đi nha. Dạ dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em, với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng, anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng mà. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương. Thì mình cho nhau một cơ hội nha em nhé. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nút bấm đâu? Thì, bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu khó lắm á. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Mời em. Tay nhau nào. Bắt đầu từ giờ phút này, giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Vâng, chào cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em hết cuộc đời. Bây giờ xin bác, cô gái bác chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy chưa? Thấy. Đẹp đôi lắm á.